mọi người, thì ở trong phần video lần này chúng ta sẽ nói về phần nối phần grid areas, có nghĩa là các cái vùng ở trong grid, đúng nhá. Chúng ta không cần phải chia nó ở các cái phần deep như này nữa, đúng nhá, mà thậm chí chúng ta có thể là chiếm bao nhiêu phần của area đấy, hoặc là hay là vấn đề chúng ta có thể di chuyển các cái vùng ở trong này rất là dễ dàng nhé. Thì tại sao mình lại nói như thế, nói rất là khó hiểu nhỉ. Thì bây giờ nó bắt đầu code luôn nhé. Bắt đầu code là cách dễ hiểu nhất rồi nhé. Rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu luôn. Thì ở đây chúng ta sẽ có phần display grid này, và ở đây mình sẽ cho có tổng cộng là 4 nhá. Tổng cộng sẽ có 4 cột, thì suy ra sẽ có 5 line được nhỉ. 4 cột grid template, column sẽ bằng là repeat đúng nhỉ. Mình sẽ tạo ra là 4 này, và mỗi một cái chiếm một tray này nhá. Và cái grid row thì mình sẽ để nó auto row nhé, để cho tất cả row đều chịu ảnh hưởng. Min max sẽ là từ 100 pixel phải auto nhá. Rồi đấy, như vậy chúng ta rồi vào phần graph rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn nhá. Thì là thử ra thì ok, như vậy là ở đây chúng ta đã có là 1 2 3 4, ok được rồi. Đó là nó bắt đầu luôn. Thì giờ area thì nó là một cái vùng nhỉ. Như vậy thì chúng ta bắt buộc phải làm sao? Chúng ta phải đánh dấu cho các cái vùng đấy đúng nhỉ. Mà đánh dấu vùng đấy thì chúng ta phải đặt tên cho nó. Mà đặt tên ở trong cái kỹ thuật này chúng ta rất là dễ dàng thôi, chúng ta truy cập này. Ví dụ như mình muốn phần header của mình có tên là header này, thì mình sẽ để nó là gì? Để nó là grid đúng nhỉ. Grid area đúng nhỉ. Grid area mình đặt tên nó là header đúng nhỉ. Rồi những cái sau y hệt vậy thôi. Main của mình đặt tên cho nó là grid của mình sẽ bằng là main nhá. Tiếp nữa là mình kéo xuống này, tiếp theo nữa là section của mình, mình cũng đặt grid của mình area cũng bằng section. Sau này mình sẽ gọi cái tên này ra chứ không cần phải gọi cái này nữa, bởi vì là area có tên mà mình gọi cho tên thì tên mình đã gắn cho nó bằng cái này rồi đúng không nhá. Assign nhá, assign ở đây sẽ là grid area, ở đây sẽ là assign. Tiếp nữa chúng ta sẽ có phần navbar, đây sẽ có grid area nhá, ở đây sẽ có là navbar. Tiếp nữa là gì, chúng ta ở đây sẽ có phần footer đúng nhỉ, grid nhá, area sẽ đặt là footer. Rồi làm ra thử luôn nhá. Rồi khi chúng ta đã đánh dấu hết tất cả tên rồi thì rất là dễ dàng thôi. Trong phần content này chúng ta nhỉ, chúng ta sẽ khai báo luôn là read template đúng nhỉ, areas. Rồi để mình viết dễ dàng mình nhớ xuống đây xuống dòng nhá. Rồi thì ở đây đến là cái cái vùng đầu tiên chúng ta này, chúng ta khai báo là header đúng nhỉ. Mình khai báo là 4 cái này đều là header hết đúng nhỉ, để nó chiếm hết này đúng nhỉ, phần này header này đấy. Rồi tiếp theo nữa là gì, tiếp nữa mình sẽ khai báo ở cái hàng thứ hai của mình, rồi thứ hai mình là assign nhá, assign hàng thứ hai mình assign này. Sau đó thì mình sẽ có là assign tiếp là main nhá, main có nghĩa là hai này chiếm ngang nhau nhá, thôi mình để là main chiếm một thôi, assign chiếm một thôi, thì nó là phần main, nó phần phụ mà main là phần chính lại chiếm nhiều hơn nhá, đúng nhá. Tiếp theo nữa là gì, ở đây sẽ là navbar này, main này đúng nhá, đánh đâu bị nhầm nhá. Rồi, tiếp nữa là gì? Cái cuối cùng chúng ta có, không phải cái cùng đâu, section. Section này chiếm cả 4 phần luôn nhá. Nên nào đánh hết ở đây. Tiếp nữa là gì? Section xong rồi thì chúng ta sẽ ví dụ section mình muốn chiếm là 2 row đi, mình sẽ làm khai báo thêm một phần nữa đúng không nhỉ? Section nhá, section. Rồi, tiếp nữa là đây là chúng ta có gì đây? Phần cuối thì chắc chắn là footer rồi đúng không nhỉ? Chúng ta cho toàn bộ footer đúng không? Rồi, chúng ta lưu lại nhé, chúng ta ra ngoài thử. Thì chúng ta sẽ đoán như nào đây? Đầu tiên thì header sẽ chiếm một row này đúng nhỉ? Và toàn bộ row luôn. Ở cái row thứ hai chúng ta sẽ có là assign chiếm một phần, còn main chiếm ba phần còn lại. Navbar ở row thứ ba thì chúng ta cũng thế, navbar sẽ chiếm một phần, còn main sẽ chiếm ba phần đúng nhỉ? Section chúng ta thì chiếm toàn bộ các cái column và chiếm là hai cái row đúng nhỉ? Còn cái cuối cùng thì footer cũng chiếm toàn bộ column và chiếm một row đúng nhỉ? Còn ra ngoài xem là chúng ta khẳng định như thế có đúng nhá. Thấy nhá, các bạn thấy nhá. Như vậy thì header cũng đúng theo bố cục chúng ta đúng không?
Như vậy thì chúng ta chia bằng cái area này, chúng ta nhìn rất là trực quan đúng không nhỉ? Chúng ta biết rằng là cái nào sẽ chiếm hết này, cái nào chiếm một phần, cái nào chiếm bao nhiêu phần này đúng không nhỉ? Đây là một cách để chúng ta có thể quản lý các cái bố cục chúng ta đúng không nhỉ? Thì mọi người có thể là mọi người sử dụng theo area này, hoặc mọi người có thể sử dụng ở cái kỹ thuật đó là kỹ thuật chia column như kia đúng không nhỉ? Một phần bao nhiêu đấy. Nói chung là bạn nào tiếp cận cái phần nào dễ hơn thì cảm thấy dùng phần đấy dễ hơn đúng không nhỉ? Còn phần area này thì trong các area bạn vẫn có thể chia tiếp rất là nhiều nhé. Bạn chỉ cần đặt tên cho nó lại chia tiếp thôi. Ok, nó giống như hệt cái kỹ thuật chia như kia thôi, chia theo từ 1 đến mấy thôi đúng nhỉ? Rồi thì đấy là cái phần grid area. Thì ở trong video sau thì mình sẽ làm một cái ví dụ về cái grid này nhá, mà ribbon nhá, ribbon ship luôn ấy, có nghĩa là thích ứng với tất cả các thiết bị ấy, đúng nhỉ? Rồi thì video này mình dừng ở đây thôi. Ok, bye bye mọi người nhé.